Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay trở lại cái sông Hồng này để mình định câu cá các bạn ạ. Câu cá lần 2, không biết là hôm nay có được con nào không các bạn ạ. Đây thì khác với hôm thì mình sẽ câu cái con gọi là lăng xê này. Không có một câu là cám các bạn ạ. Đấy. Nếu mà không được thì mình sẽ chuyển câu run. Đây là cái mồi của con cá để câu cá này các bạn này.
cho lúc chờ đợi thì trên đảo luôn các bạn nha. Để phòng cái này không được thì mình sẽ kêu. Các bạn ơi, mình sẽ mua cái thẻ kia các bạn. Cái đấy không được cái gì con ạ. Mình muốn một con cá to này các bạn. Cá đấy. Các bạn thấy không? Đây. Mình giật kéo lên rồi này. Mình có những con to hơn các bạn. Được 5 con 10 gì vậy? Con như thế để uống các bạn ơi, xong hồi đi câu thì mình mới được với ba con cá rồi các bạn ạ. Cá mình để dưới kia. Đấy. Nghệ sĩ Cao Văn Luân đang ngồi kia. Cũng phải phết đấy các bạn ạ. Đấy. Đây cần câu của mình. Mới gặp cơ may được không nói chung là hết xui các bạn ạ. Ok, mình sẽ thu cái mẻ này nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Đánh nó
là cắn hết mồi các bạn ạ. Đây thành quả của mình hôm nay đây, được có mấy con cá này thôi này, chán quá, đi từ sáng đến giờ được có mấy con cá này, thật sự rất buồn luôn. Có lẽ mình phải về câu ao thì cũng nên đấy. Các bạn ơi, video của mình cũng được xin phép dừng tại đây các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn vào những video lần sau nhé.